một Phật tử nữa hỏi kính bạch thầy cho con xin hỏi tháng 7 âm lịch có phải là tháng cô hồn như mọi người thường nói và không nên đi lại nhiều vì dễ gặp tai họa hay không nên làm việc lớn trong tháng 7 này vì sẽ thường thất bại đúng không ạ? Theo các quý vị có phải tháng 7 là tháng cô hồn không? Các quý vị Phật tử chúng ta nghĩ tháng 7 là tháng cầu hồn không? Không Người học Phật của chúng ta tháng 7 là một tháng gì? Tháng tri ân Một tháng báo ân Một tháng mà chưa tăng gì sau 3 tháng an cư Công đức vô lượng Phật dạy cho đệ tử của Ngài là tôn giả mục kiến là Và dạy cho các đệ tử của Ngài Đó là sau 3 tháng an cư chưa tăng làm lễ tự tứ Công đức của 10 phương tăng vô lượng vô biên Cho nên á Các ông các thiện nam tiên nữ đời này và đời sau nếu muốn báo, báo đáp thâm ân của cha mẹ của ông bà của tổ tiên không chỉ một đời hai đời nhiều mà còn gì đến nhiều đời nhiều kiếp hay gì vân tập nhau lại cúng giảng chay tăng cùng nhau đọc tụng kinh điển bố thí cúng giảng phóng sinh tu phúc làm các việc thiện để hồi hướng cho gì cho lục thân quyến thuộc đã qua vãng thì sớm được gì thoát hóa cảnh khổ được sinh việc có lành thì được tăng phúc tăng thọ. Còn hiện đời thì được gì? Được cát bảo bình an, vân vân. Đó cho nên tháng này, đối với những người Phật tử những học Phật của chúng ta là một tháng gì ạ? Đại phúc đức, đại cát tưởng, đại tri ân. Chúng ta đại tri ân thì là sẽ có đại phúc đức. Đại tri ân thì sẽ có đại cát tưởng. Cho nên tháng bảy này còn gọi là tháng gì ạ còn gọi là à, cái lễ à, vũ lan của chúng ta gọi cái lễ gì lễ xá tội vong nhân tức là ngày gì ngày mà diêm vương mở cửa ngục để tha bổng những tội nhân ở trong địa ngục đã biết ăn năn biết sám hối vậy chúng ta thử xem nếu như người thân chúng ta tôi lấy một cái ví dụ những người thân chúng ta làm một việc gì đó xấu ác vi phạm pháp luật bị đi tù đáng nhất thì phải tù 10 năm nhưng nay mới đến 7 năm hoặc 8 năm ở trong thì chấp hành tốt và được gì các cơ quan pháp luật nhà nước là gọi là gọi là ân xá và đáng nhất thì phải 10 năm mới được ra tù nay mới có 7 năm chúng ta nhận được cái lệnh báo của cơ quan nhà nước là gì người thân chúng ta được gì được thả trước thời hạn tù 10 năm ân xá gì? Thả trước 3 năm, 7 năm đã thả rồi và chúng ta thấy việc đó là vui hay mừng? Các quý vị xem, việc đó vui hay mừng? Vui mừng hay là gì? Hay là đau khổ hay là lo lắng đấy? Chắc chắn việc đó là vui mừng. Vậy việc vui mừng như vậy là gì? Là cắt tường chứ đâu phải là xấu đâu. Các vong hồn, các loại ngạ quỷ cô hồn, vân vân không phải ai xa lạ đức phật nói chính là gì người thân của chúng ta đó cho nên khi xưa đức phật tại thế một hôm đi khất thực ngài nhìn thấy một gì một đống xương khô tự nhiên thì đức phật quỳ xuống và lại ba lễ rất là thành kính tôn giả nan thế lạ, đi lên với bạch với đức phật rằng bạch đức thế tôn ngài là một đấng gì là một bậc đạo sư là thầy của trời người ai ai cũng đối trước ngài cũng phải cung kính đỉnh lễ ngài tại sao nay ngài lại đi gì đỉnh lễ một đống xương khô như vậy Đức Phật ôn tồn bảo tôi là Anan -an, đệ tử của mình nhận này Anan -an. đối với ông ông chỉ thấy đó là một đống xương khô nhưng đối với Như Lai Như Lai không phải thấy đó chỉ là một đống xương khô mà đống xương khô mà ông nói đó đây chính là gì là cha ta là mẹ ta Là những người đã sinh ra ta Đã nuôi lớn ta Đã giáo dục ta Đã tác thành Đã, đã làm cho ta trưởng thành Cho nên Ta gì Ta đỉnh lễ Ta tri ân Ta báo ân Đó chúng ta thấy Chúng ta thấy Cho nên Cái ngày cái tháng 7 này đối với Phật giáo của chúng ta là tháng đại cát, đại lợi, đại hỷ. Thật sự là vui mừng, thật sự là tốt đẹp. Khi người thân chúng ta nhiều đời nhiều kiếp do gì? Làm nhiều những việc ác, Đoạn trong ba đường ác đạo. Nay, nhờ sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng Thiên Long bắt Bộ Pháp Thiện Thần nhờ sự gì sự hoan hỷ từ bi của các vị Diêm Vương ngưu đầu ngục tốt đem mở cửa ngục khai phóng vong vong nhân khiến cho những vong linh người thân của chúng ta được thoát hóa được đi đầu thai về cõi lành đó là việc tốt hay việc xấu việc tốt nếu chúng ta làm được và nghĩ được đấy là việc tốt, thì chắc chắn đó là việc tốt. À, hôm qua tôi mới đọc với một bài báo, có một doanh nghiệp, làm ăn kinh doanh về bất động sản. Mọi năm trước, thì chúng ta biết là cứ đến cái dịp tháng 7 này là gì? cái gì cũng chứng lại buôn bán thì cũng chứng lại làm ăn thì nhiều người thua lỗ nhưng mà hôm qua tôi đọc một bài báo có một công ty địa ốc bất động sản ở trong thành phố hồ chí minh tháng 7 này một tháng gì là một tháng làm ăn gì tốt nhất từ khi thành lập công ty cho tới nay cháy hàng bao nhiêu cái địa ốc của họ ra bao nhiêu cái gì cái căn nhà mà họ xây dựng đang xây dựng đã xây dựng, đang xây dựng và sẽ xây dựng tháng 7 này đều cháy hàng, bán sạch. Tốt hay xấu các quý vị? Và như vậy, mọi người nói rằng tháng 7 là tháng cô hồn làm ăn đều thua lỗ có đúng không? Không đúng. Chúng ta ai cũng nghĩ rằng tháng 7 tháng cô hồn làm ăn thua lỗ đi ra đường thì bị tai nạn. Làm gì có cái chuyện đó? Tâm chúng ta tưởng như vậy thì gì? Tâm tưởng sự thành, tâm tưởng xấu thì gì? Sự thành xấu. Nếu tâm chúng ta tưởng tốt thì gì? Nó sẽ thành sự tốt. Vậy thì công ty địa ốc kia, họ nghĩ rằng gì ạ? Tháng 7 này nên gì? Nên thiết lập đàn tràng cúng giảng chay tăng để hồi hướng siêu độ cho các vong linh. Trước hết là ra tiên kỷ huyền thất tổ nhà họ. Sau nữa là cho gì? Các vong linh những cái nơi mà họ mua đất để xây các các địa ốc, các biệt thự xây các gì, các nhà cao tầng đó để bán cho dân đó, họ siêu độ cho họ, và họ làm cái việc công đức phúc thiện đó cho nên họ có gì có phúc báo vì vậy mà chỉ trong một tháng một nửa tháng cô hồn tới đây vừa ừ. từ mùng 1 cho đến gì cho đến ngày rằm tháng 7 là hôm qua mới một nửa tháng chúng ta gọi tháng cô hồn này thôi họ đã bán sạch hàng vậy chúng ta thấy tốt hay xấu với người khởi tâm tưởng xấu thì nó là xấu nhưng người ta khởi tâm tưởng làm việc thiện làm việc tốt thì họ lại được hưởng quả báo lành tốt hay xấu tốt vậy định nghĩa lại gì cho chúng ta thì tháng 7 này không phải là tháng gì tháng xấu đâu các quý vị chắc chắn không phải là tháng xấu xấu tốt đều ra gì tâm mình tạo ra ừ. đặc biệt là một phật tử chúng ta thì chúng ta phải biết tháng 7 là một tháng gì đáng để chúng ta gì tri ân các ông bà cha mẹ tổ tiên không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp cả năm bận bịu cả năm làm lụng cả năm gì tất bật lo toan trong cuộc sống đời thường nhưng mùa vu lan đến chúng ta biết tới chùa để gì để thắp hương biết tới chùa để lễ phật để tụng kinh đem công đức đó để hồi hướng cho người thân cho ông bà tổ tiên của chúng ta mong cho họ ở nơi chín suối cũng được bình an mong cho ở nơi gì đau khổ sớm được thoát ly mong cho ở bất cứ một nơi nào cao sang rồi thì hãy gì hãy quay lại để nhìn ngó ra hộ độ trì cho con cho cháu đó là tốt đó là một truyền thống cao quý của dân tộc Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo nói chung truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây đó. Cho nên đó, nói với các quý vị, đây là tốt hay sao? Với tín đồ Phật tử chúng ta, với tăng đi tín đồ Phật tử chúng ta chắc chắn thì là rất tốt. Và không có cái chuyện là là đi ra ngoài sẽ gặp à, gặp họa, gặp hoạn họ, vân vân. Chúng ta thấy đi ra thành phố Hồ nội thế hoặc là thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày này có tháng 7 nó có ngày nào là cũng không tắc đường không? Vẫn tắc đường như thường các quý vị. Tắc đường như thường có nghĩa gì? Họ vẫn đi ra đường như thường. Đó mà, đơn giản như vậy thôi đúng không ví dụ chúng ta bảo tháng 7 này á là tháng thì làm việc gì cũng không được đi ra đường cái bị gặp hạn á thì các vị cứ ra thử đường phố hà nội xem nếu cái câu nói này là đúng á thì ngày hôm đó chúng ta ra đường phố hà nội gì từ đầu phố đến cuối phố không gặp một ai thì đó mới là gì là đúng hoặc là vắng như như sáng mùng 1 tết hoặc mùng hai mùng, mùng, hai tết á à, vắng như ngày mùng 1, mùng hai tết đường phố hà nội và thành phố hồ chí minh vắng như mùng 1, mùng hai tết thì đó mới là gì là tương ưng một chút với câu nói ấy, nhưng chắc chắn không bao giờ khó <laughs> hôm qua hôm kia tôi đi qua đoạn phố thì vẫn thấy tắc đường như thường đó thế nên chắc chắn không phải mọi người vẫn ra đường như, như thường đặc biệt chùa khai nguyên tháng 7 gì vẫn đông người đến chùa mà đông người đến chùa tức là đông người đi đường trong mấy ngày pháp hội vừa qua có ngày đến gì nguyên làm cơm thôi, các sư ở bếp làm cơm thôi. Ngày thứ nhất đã về 15.000 suất cơm hết veo, ngày thứ hai cũng 15 16.000 hết veo và ngày thứ ba 17 18.000 suất cơm gì cũng bay hết. Đó. Các quý vị thấy. Đương nhiên là gì số lượng người đến chùa gì rất đông. Ừm.